ở xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Sau 2 năm lực lượng công an chính quy được điều động về thì tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực, các vi phạm và một số loại tội phạm đã được kiềm giảm. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại trong một lần công an xã Phú Xuân triển khai ngăn chặn, xử lý vụ mâu thuẫn dùng hung khí đánh nhau ở thôn Xuân Lộc. Vụ việc xảy ra vào ban đêm, nhưng ngay sau khi nhận tin báo, công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường ngăn chặn, xử lý, kịp thời bảo vệ hiện trường, tạm giữ các thứ dao rựa nghi vấn liên quan đến vụ việc và lấy lời khai những người liên quan, biết việc, xác minh điều tra ban đầu để chuyển cho công an huyện Krông Năng tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền. Từ tháng 4 năm 2020, có 5 cán bộ công an chính quy được công an tỉnh Đắk Lắk và công an huyện Krông Năng điều động về xã Phú Xuân. Sau 2 năm, song song với các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm về an ninh trật tự, Ban Công an xã Phú Xuân còn chủ động bám sát các thôn buôn, nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xác minh, xử lý ban đầu hơn 80 vụ việc với gần 140 trường hợp vi phạm về an ninh trật tự. Trong đó có gần 40 vụ việc với trên 50 đối tượng chuyển cho công an huyện Krông Năng tiếp tục điều tra thụ lý theo thẩm quyền. Còn công an xã xác minh làm rõ xử lý hơn 40 vụ việc với gần 80 trường hợp vi phạm. Từ khi được điều động về đảm nhiệm các chức danh ở công an xã Phú Xuân thì anh em đã nhanh chóng bắt tay vào cuộc. Thứ nhất là nhanh chóng bám địa bàn, lên danh sách phân loại lại tất cả các đối tượng tại địa bàn cơ sở từ trước đến nay. Thì trên cơ sở đó thì công an xã đã lập chương trình kế hoạch công tác, đẩy mạnh các cái công tác tuần tra, gọi hỏi răn đe, cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng. Thì nhờ đó thì các cái vụ việc xảy ra trên địa bàn xã thì được giảm dần so với trước đây. Bên cạnh đó thì công an xã cũng tăng cường, đẩy mạnh, làm tốt các cái công tác cảm hóa, giáo dục các loại đối tượng và thiết lập hồ sơ quản lý các cái đối tượng phát sinh. Cụ thể là từ 2020 đến nay thì công an xã Phú Xuân đã lập hồ sơ được 22 đối tượng nghiện ma túy và trong đó thì đã đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện 5 trường hợp. Bên cạnh đó thì công an xã cũng đẩy mạnh công tác đấu tranh bài trừ các loại tệ nạn xã hội. Cụ thể thì đã phối hợp các cái lực lượng của các đội nghiệp vụ công an huyện đấu tranh triệt xóa được 3 tụ điểm ma túy, nhiều trường hợp đánh bạc trên địa bàn xã. Về công tác thi hành án tại địa bàn cơ sở thì được tiếp nhận bàn giao từ các cái đội nghiệp vụ thì công an xã cũng đã thiết lập quản lý 23 hồ sơ các loại đối tượng thi hành án như án treo, cải tạo không giam giữ và tha tù trước thời hạn có điều kiện. Hàng tháng công an xã đều làm công tác cảm hóa giáo dục thì nhờ đó thì các cái trường hợp vi phạm này có tư tưởng chuyển biến tốt và góp phần đắc lực trong công tác đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm. Với những nỗ lực đó, qua 2 năm gần đây, Ban Công an xã Phú Xuân đã góp phần cùng các ban ngành đoàn thể ở xã và công an huyện Krông Năng phòng chống, kiềm giảm gần 40% số vụ việc vi phạm so với năm 2019. Tình hình an ninh trật tự hiện ở các thôn buôn trong xã Phú Xuân đang ngày càng được đảm bảo ổn định hơn trước.